Thật ra thì tiếc là ở sân nhà chúng tôi không tận dụng được các cơ hội. Tuy nhiên trận đấu ngày hôm nay tôi nghĩ là cả hai đội cũng đã cống hiến, có rất nhiều tình huống hay cho khán giả. Cả hai đội đều có nhiều cơ hội. Tuy nhiên do thời tiết nắng nóng thay đổi thì tôi nghĩ là cũng làm ảnh hưởng tới thể lực của hai đội rất là nhiều. Sau hiệp 2 thì cả hai đội chơi chậm lại. Tuy nhiên tôi nghĩ trận đấu này cả hai đội đều đã cống hiến rất là nhiều. Các em cũng đã làm hết mình của mình rồi. Nói thật ra thì ngày hôm nay thấy là khi mà vắng Gian thì Nguyễn Ngọc Hải ở lại thì cũng trở lại thì đó là một thời điểm rất là kịp thời. Anh ta là một cái hàng thủ lĩnh cuối cùng ở dưới sân. Anh ta chỉ đạo các em trẻ như là Kiên cũng mới một hai trận mới vào đây. Thì thật ra thì ở lúc những giây phút hiệp 1 thì chúng tôi cũng hơi gặp một xíu thời trục trặc, chúng tôi cảm thấy hơi bị rối. Nhưng sau đó thì chúng tôi ổn định lại thì chúng tôi cũng chơi tốt hơn và hậu vệ cũng chơi chắc chắn hơn. Xin mời câu hỏi kế tiếp ạ. Có ai còn hỏi nào không ạ? Các cầu thủ còn trẻ của đội bóng Dallas từ nhiều năm qua ở Hào thì hôm nay bắt đầu tiến bộ hơn, anh ta trở sông sáo hơn và làm việc từ dọc cái hành lang. Ở Khoa thì còn hạn chế, tôi nghĩ Khoa cần phải tập trung nhiều hơn và phải mạnh mẽ hơn nữa. Khoa phải cố gắng quan sát ở phía trên, thực hiện nhiều cái đường truyền lên trên nhiều hơn. Giống tôi muốn là tiền vệ của tôi phải đưa bóng lên cho tiền đạo nhiều thì tôi mới có cơ hội ghi bàn được. Nấy là Khoa phải cố gắng quan sát và tập luyện thực hiện được nữa, kể cả trên đội tuyển cũng là mong muốn điều đó. Thì tôi nghĩ là sau đó chúng tôi cho các em nghỉ phép ở 5 ngày. Quay lại thì chúng tôi chuẩn bị thể lực, củng cố lại, chúng tôi có khoảng cỡ 3 tuần để quay lại tập luyện. Hôm qua tháng 5 là chúng tôi có nhiều trận đấu và cái lịch thi đấu rất là dày. Tôi nghĩ là chúng tôi phải cần phải chuẩn bị thể lực cho các em có tốt hơn. Nếu không tốt thì các em gặp chấn thương chúng tôi cũng rất là khó. Ở Bình Dương thì anh thấy ở phía sau thì các cầu thủ dự bị thì với chính thức thì nó rất là khoảng cách. Nếu như chúng tôi chật choạc thì chúng tôi khó có thể tiến xa. Mọi vui ạ. Thật ra thì tôi của anh ta cũng mới tới đây, mới có khoảng 1 tháng thì cũng chưa được làm việc nhiều. Nhưng ở vị trí đó tôi thiếu nhiều, tôi cần cho anh ta chơi. Tôi cũng mạo hiểm đưa anh ta vào. Nhưng mà thì anh thấy thì anh ta cũng chỉ chơi tròn vai, cũng chưa có gì đặc biệt. Trong thời gian sắp tới thì ở gần thì có thể anh hòa nhập, anh quen thì sẽ tốt hơn.